cho nó độc độc đi ra. Đâu biết. À. Do cái thân cây trúc nó rỗng hả? Đúng không? Đúng không? Quét gì? Thì giờ sao? Đục, chốc nó cháy đã hơn. Cái này mà quăng con gà vô nó cháy hết đống này là chín luôn. Gà ủ tro luôn. Nóng quá nóng. Trời. Dằn thịt luôn. Không sao. Tắt dở mà. Hết rồi. Nó bà thằng lằn. Bà tắt kè ở đâu trong sao cái miếng tôn nóng quá bò chạy.